Theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSD, số lượng tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường trong tháng 10 lần đầu tiên trong lịch sử đã giảm rất mạnh, tới hơn 377.000 đơn vị so với tháng 9. Theo đó, tại ngày 31 tháng 10, cả nước có hơn 7,38 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư và cá nhân trong nước, giảm 378.137 tài khoản so với cuối tháng 9, và tính chung cho đến cuối tháng 10, Việt Nam có gần 7,45 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, trong đó chiếm tỷ trọng lớn vẫn là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Tình trạng giảm sâu về số lượng tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân hồi tháng 10 diễn ra trong bối cảnh thị trường lao dốc. VN Index giảm tới 11% và là chỉ số có diễn biến tiêu cực nhất thế giới. Bên cạnh yếu tố thị trường bất lợi, sự suy giảm số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 10 còn có thể xuất phát từ hoạt động làm sạch dữ liệu chứng khoán của cơ quan quản lý.